Trong thời điểm lễ hội, nhu cầu đi lại tiêu dùng thực phẩm, ăn uống và đồ phục vụ lễ hội đầu năm có thể sẽ tăng. Bởi vậy, để tránh xảy ra hiện tượng tăng giá bất hợp lý, Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ ngành địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu của thị trường, giá cả và nhất là những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng sau Tết của người dân. Đồng thời đề nghị các cơ quan tăng cường quản lý kiểm tra việc chấp hành các quy định về giá, thuế, phí, nhất là dịch vụ tham quan du lịch, dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô. Đặc biệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải công bố và niêm yết công khai mức giá cước theo đúng quy định hiện hành. Các doanh nghiệp này cũng cần tổ chức tốt công tác vận tải để phục vụ đủ nhu cầu đi lại cho người dân trong dịp lễ hội đầu xuân.